15. Ngày Khánh Tuế, 17 tháng 7 năm Nhâm Thìn 2012. Trong những pháp môn Phật dạy, tôi cả đời chuyên tâm nơi pháp môn trì danh niệm Phật. Pháp tu niệm Phật có nhiều, trì niệm danh hiệu Phật là một trong những pháp niệm Phật. Đây là pháp môn dễ tu, dễ thực hành nhất, dễ thành tựu. Về chỗ thành tựu cũng như chỗ đạt được rất rõ ràng từng bước, từng nấc tiến, có thể diễn nói, có thể khắc nghĩa. Do cái rõ ràng mà người được nghe, người được biết, nghe cũng dễ mà biết đúng cũng dễ. Chỉ quan trọng là phải có lòng tin chân thật, chí nguyện giảng sanh chân thật và thực hành đúng pháp siêng năng. Được vậy thì đã nắm vững ở pháp môn niệm Phật. Nếu lúc tu hành có sai cũng dễ nhận biết, làm đúng mình cũng tự biết, khi được mình cũng tự biết. Tôi nói thật với các huynh đệ, những gì sau khi tôi đã hiểu đã biết, lúc thực hành như thế nào, trải qua mấy mươi năm, các huynh đệ đôi khi thắc mắc, không biết hòa thượng tu như vậy thành tựu được gì không? Có được mà chỉ được bước đầu tiên thôi. Các huynh đệ tụng kinh A Di Đà, Đức Phật có nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì người đó đến lúc lâm chung được Đức Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Lúc ấy, do sức niệm của mình đã vững, lại có Phật và thánh cùng đến tiếp đón, nên tâm không điên đảo, được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi Cực Lạc, lấy hoa sen làm bào thai mà sanh ra, thọ hưởng về chánh báo là thân thể, được thân kim cang bất hoại. Trong kinh nói, hoàn cảnh ở cõi đó rất rõ ràng, đất đai, nhà cửa, sự sinh hoạt đều rất trang nghiêm thanh tịnh, bảo đảm chắc chắn thành tựu quả vị Phật. Cho nên, giảng sanh tịnh độ không phải chuyện tầm thường, phải được Đức Phật cùng thánh chúng đến tiếp đón. Vậy làm thế nào chúng ta được sanh về cõi Cực Lạc? Trong kinh A Di Đà nói, chẳng thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Chẳng dùng chút ít nghĩa là phải nhiều, nhiều thiện căn, phước đức, nhân duyên mới được sanh về. Nhưng muốn được nhiều phải làm sao? Theo lời Phật dạy, rất dễ hiểu, dễ thực hành, dễ được kết quả. Nghĩa là, người nào nghe đến Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu. Nghe đến nghĩa là chưa từng nghe biết cõi Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà, bây giờ mới được nghe biết danh hiệu của Ngài và cõi nước ấy. Bốn tiếng chấp trì danh hiệu thường thường không ai chú ý. Khó lắm. Lời trong kinh nói là lời Phật nói, không phải chuyện thường. Từ tiếng phải nắm cho rõ, chứ không phải như phàm phu nói chuyện với nhau. Nếu không như vậy thì sẽ hiểu sai lịch. Đã hiểu sai thì tu sai, tất nhiên không có chỗ thành tựu. Thế nào mới đúng ở nơi chấp trì danh hiệu? Chấp nghĩa là nắm, trì nghĩa là giữ, tức là trong tâm thường niệm Phật luôn luôn, chẳng phải như lúc mới tập niệm, hoặc nửa tiếng hay một tiếng, hoặc 100 câu, nhưng lúc buông ra thì trong tâm không nhớ niệm Phật. Như vậy, nghĩa của chấp trì là nắm luôn giữ kỹ. Không lúc nào không có, lúc có lúc không thì chẳng phải. Về sau, các bậc cổ đức diễn tả bốn tiếng ấy như là: một, bất niệm tự niệm, mình không nghĩ niệm nhưng trong tâm vẫn luôn tự niệm Phật. Hai, niệm lực tương tục, niệm Phật có sức mạnh thường niệm luôn, không lúc nào hở dứt. Nếu người nào tự thực hành thì sẽ tự biết. Từ chỗ được chấp trì danh hiệu là đạt bước đầu tiên về đạo lực trong pháp môn trì danh niệm Phật. Tôi nói rõ cho các huynh đệ biết,
Điều này tôi cũng đã nói rồi. Từ trước đến giờ, tôi chuyên tu ở nơi pháp môn niệm Phật, là pháp tu mà Phật dạy từ phàm phu tiến lên bậc thánh. Về chỗ thành tựu, tôi chỉ được 4 tiếng như trong kinh đã nói là chấp trì danh hiệu. Từ bước đầu tiên này mới được những bước sau như tiến lên tam muội, chánh định chẳng hạn. Đến bây giờ, tôi cũng chỉ được tầng bậc này thôi, phần ít nhất của pháp môn niệm Phật. Đời tôi năm nay đã 96 tuổi mà thọ dụng không hết. Thứ nhất, ngũ tạng lục phủ trong thân không sanh bệnh. Có lần tôi vô bệnh viện để khám bệnh. Sau khi khám xong, bệnh viện làm giấy kết quả xét nghiệm về tim, gan, lá lách, phổi, thận, máu huyết. Họ tổng kết rằng, kiểm tra kỹ, tất cả đều bình thường. Kế nữa, có điều làm chứng cho mình biết, các vị đắc đạo lên bậc thánh, cái ngủ không có, thùy miên tâm sở bị trí lực làm cho thế lực của nó yếu hẳn hoặc mất đi. Người bình thường, thùy miên tâm sở còn nguyên, hễ nằm nhắm mắt thì khởi lên ngủ mê, còn tràn trọc không ngủ là bị bệnh mất ngủ. Còn người được đạo, thùy miên tâm sở yếu hoặc không còn. Vì sao? Vì có trí lực chế phục. Như lâu rồi cho đến bây giờ, mấy tháng nay tôi không ngủ. Mấy chú thị giả nói, con không ngủ một đêm thì ngày sau không làm gì được. Sư ông mấy tháng không ngủ, tinh thần vẫn tỉnh sáng, còn phấn chấn mạnh hơn lúc trước kia. Thỉnh thoảng tôi cũng ngủ, nhưng ít lắm. Đến nỗi chỉ khi có chiêm bao mới biết mình ngủ. Trên đường đạo, mình biết rất rõ ràng chứ không phải mù mờ. Mù mờ nguy hiểm lắm. Chính mình không rõ để nhận biết, rồi tự viết thành sách. Người đọc tưởng rằng đúng, chẳng dè chỉ là phàm phu tự ý nói ra. Tôi thường nói, phải y cứ trong kinh làm chánh, gọi là thánh giáo lượng. Trong kinh không nói, dù người có nói hoặc viết sách truyền bá thì chưa chắc chắn. Vì phàm phu vẫn phải phàm phu, chẳng thể phàm phu muốn thành thánh liền thành thánh. Hồi xưa, tôi chuyên nắm giữ nơi pháp môn niệm Phật là do có tâm ưa thích. Tâm ưa thích này nghiệm lại là tập quán quen thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải mới đây. Kế đến, tôi nhận thấy pháp tu này chắc chắn. Từ chỗ ứng dụng tu đến lúc được kết quả đều có mực thước rõ ràng. Chẳng hạn, lúc hạ thủ công phu trì danh niệm Phật, bắt đầu thực hành cũng rõ ràng từ việc nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ có 6 chữ, dễ nhận, dễ biết, dễ nhớ. Nhưng niệm phải đúng pháp là thế nào? Lúc niệm Phật thì có âm thanh của câu Phật hiệu, nhưng tâm phải nhận rõ được tiếng niệm, chứ đừng miệng niệm mà tâm lại nghĩ việc khác. Ví dụ, miệng niệm Phật, trong tâm lại suy nghĩ sâu chìa khóa để đâu rồi. Như vậy là tu trật, đúng hay sai liền biết. Niệm Phật đúng pháp là tâm tiếng hiệp khắng nhau. Tiếng ở đâu thì tâm ở đó, tâm ở đâu thì tiếng ở đó. Niệm thầm hay ra tiếng đều phải vậy. Thế nên, lúc ứng dụng tu đúng hay không đúng, tự mình dễ dàng phân biệt. Muốn niệm đúng pháp cũng khó lắm. Tâm phải theo tiếng rất khó. Khó kìm, khó nhiếp, cho đến phải dùng sâu chuỗi, nhờ lần chuỗi để trói buộc cái tâm loạn tưởng lại, chứ không phải lần chuỗi thiệt lẹ, hột này rồi đến hột khác. Thuở trước, tôi tự tìm cách để niệm Phật. Lúc ngồi lại niệm Phật thầm, tôi định thời gian là một sâu chuỗi. Ban đầu niệm đủ 3 câu Phật hiệu rồi lần một hột. Nhưng 3 câu Phật này phải chắc chắn. Nếu nó sao lãng không rõ ràng thì bỏ, lại niệm 3 câu khác. Sau đó tiến lên 5 câu lần một hột, rồi đến 7 câu lần một hột, sau rốt 10 câu lần một hột. Nếu lúc niệm Phật mà có một chút sao lãng, tạp niệm xen vào, thì 10 câu đó bỏ, niệm 10 câu khác. Nhiếp tâm không dễ dàng, phải chuyên cần tinh tấn,
nắm cho thật vững chắc. Nếu tu hành lơ là, để phí thời gian thì thật vô ích. Mình tu đúng thì chính mình được thành tựu, do đó phải cố gắng. Lúc được bất niệm tự niệm, trong tâm biết rất rõ ràng, như từ chỗ điểm A bước đến điểm B, được rồi thì nhất định không bao giờ mất, chắc thật không phải mờ mịt. Đến bây giờ, tôi chỉ được chỗ này thôi. Các huynh đệ đừng nghĩ rằng các vị thánh xuôi chân nằm ngủ ngáy khò khò như mình đâu, nghĩ vậy là sai. Tôi được một chút đó mà cái ngủ đã tự nhiên mất, nếu có thì chỉ thỉnh thoảng. Các pháp môn khác cũng vậy, lúc còn phàm phu thì chưa có đạo lực. Ở pháp Phật được chút gì thì gọi là đạo lực. Đã có sức mạnh trên đường đạo, ắt phải khác hẳn lúc chưa có. Tôi từng diễn đạt phương pháp niệm Phật qua bài kệ: Nam mô A Di Đà, không gấp cũng không quẩn, tâm tiến hiệp kháng nhau, thường niệm cho rành rõ. Rành là câu tiếng rành rẽ, rõ là phải rõ ràng. Lúc niệm Phật đừng ham nhiều rồi niệm phớt phớt, không cần nhiều nhưng phải thật rành rõ. Khi công phu nắm thiệt vững chỗ này. Kế đến là tâm tiến hiệp kháng nhau. Tuy khó nhưng luôn luôn cố gắng, đừng để lúc niệm Phật tiến một nơi tâm một ngã. Đó là tu không đúng rồi, mà không đúng thì không thể được. Ví như anh thợ mộc muốn làm cái bàn, anh phải làm đúng phương pháp thì mới thành ra cái bàn. Do vậy, việc quan trọng trước nhất là phải tu đúng pháp. Trì danh niệm Phật mà tâm tiến hiệp kháng nhau gọi là tu đúng pháp, còn sai trật thì không được gì. Muốn được như vậy, tôi đã dùng chuỗi để hạn định thời gian. Lúc đến chỗ 10 câu mấy lần một hộp, phải mất mấy tiếng đồng hồ mới rồi một sâu chuỗi. Mỗi thời niệm Phật như vậy, ngồi khoanh chân niệm thầm phải mất 2 tiếng đồng hồ. Tu hành phải chịu khó, phải bền bỉ thì mới có chỗ được. Lúc tôi niệm thầm 10 tiếng lần một hộp chuỗi, trong 10 tiếng đó, tới câu số 8 hoặc số 9 mà sao lãng thì bỏ không lần qua, bắt đầu từ 1 trở lại. Thế nhưng, lúc thành tựu được chút gì trên đường đạo, đạo lực, trong tâm an lạc khỏe lắm. Tôi từng nghĩ bản thân mình có làm cái gì, được cái gì, có làm có được, phải đến chỗ được cho thật vững vàng, rồi mới đem cái mình đã từng làm, từng tu, khuyên nhắc, truyền dạy người khác. Nguy hiểm nhất là phàm phu tự ý nghĩ ra, rồi viết thành sách, làm lầm người khác. Thế nên, đệ tử Phật phải lấy thánh giáo lượng, lời Phật dạy trong kinh điển, làm mực thước để đo. Nếu đúng theo kinh thì chắc chắn tin theo, so lại mà chưa đúng thì cần kiểm tra suy xét cho kỹ. Nếu chưa được đạo đều gọi là phàm phu, tự ý nói thì không bảo đảm. Mấy huynh đệ phải nhớ, đừng nên bỏ phí thời gian. Về thiền tông, tôi cũng đọc nhiều bộ sách lớn như Thiền học tập thành, Thiền học đại thành. Nhiều người đọc đến đoạn Ngài Triệu Châu khi có người đến tham học, Ngài không chỉ dạy điều gì, chỉ kêu nói uống trà đi. Người học lễ bái rồi lui ra. Đó là câu khai thị, nhưng người thường khó nhận khó hiểu, lại tưởng lầm rằng đã đắc thiền thì chỉ uống trà thôi. Riêng về pháp môn niệm Phật là pháp dễ tu, có mực thước rõ ràng mà hành giả đều có thể nắm vững để thực hành. Một phương pháp lúc tu hành có từng bước thật rõ, tu đúng hay không đúng dễ nhận biết. Tôi xem nhiều kinh sách, nhận thấy pháp môn niệm Phật dễ nắm vững, thực hành cũng dễ. Khi chưa được cũng biết chưa được, khi được thì cũng biết đã được, thật rõ ràng. Thời gian gần đây, tôi không thể lạy Phật, nên mong các huynh đệ đừng lễ lạy tôi, chỉ xá là được rồi.
mong tất cả đều tinh tấn tu hành. 16. Ngày xuân nói chuyện dịch kinh. Tôi có quan niệm dịch không phải để cho mình đọc mà để cho mọi người đọc. Vì vậy nên khi dịch, tránh dùng văn tự cầu kỳ bóng bẩy làm người đọc tụng khó hiểu. Tôi thường chọn bản văn chữ Hán của Ngài Kumala Thập để dịch vì văn nghĩa rất phổ thông, mạch lạc, dễ hiểu. Riêng những bản văn của Ngài Huyền Trang vì dùng nhiều từ ngữ triết lý sâu xa, rất khó đoán định, phải nghiệm lắm mới thông suốt. Cho nên theo tôi, những văn bản của Ngài Huyền Trang dùng để nghiên cứu, học tập hay hơn là để đọc tụng. Tôi nghĩ rằng pháp của Phật sâu xa, mầu nhiệm, vốn đã khó rồi, mà chúng ta còn dùng văn tự khó hiểu nữa, thì làm sao người đọc lãnh hội được? Điều đáng lưu ý nữa là, trong khi ngồi dịch, tâm mình phải theo âm vận, làm thế nào để đọc cho suôn sẻ và nghe cho vui tai. Nếu âm vận nghe trắc quá, sẽ gây cho người đọc cảm giác khó chịu, mệt mỏi. Trước đây, Giáo hội Tăng già Nam Việt có yêu cầu tôi dịch bộ Phạm Võng cho những người thọ giới Bồ Tát, Bố Tát. Sau đó, cũng có vài vị tôn đức cũng dịch, nhưng có lẽ vì không để ý đến âm vận nên nhiều người đã nhận xét. Nếu dùng để đọc tụng rất khó vì câu văn nghe trắc quá. Cho nên ở đây tôi phải nói thẳng, Phật Pháp bất dị nhân tình. Nếu theo nhân tình thì sẽ hư việc. Ví như giới luật nhà Phật, nếu chịu theo nhân tình thì đâu còn giới luật. Tuy rằng Phật Pháp vốn không rời nhân tình, đúng việc cũng phải tùy thuận nhân tình. Thường thì trước khi dịch kinh, tôi chọn thời điểm thích hợp, tránh các chuyện xung quanh. Thí dụ như ngày nào không có Phật sự, giao tiếp, thì phải bắt đầu từ 7 giờ rưỡi sáng tôi lên phòng riêng, ngồi làm việc tới 12 giờ trưa mới xuống dùng cơm. Buổi chiều từ 14 giờ tới 18 giờ. Trước khi viết, tâm mình phải thật vắng lặng, phải quán xuyết trước sau, thông suốt ý nghĩa. Tôi khởi sự dịch kinh năm 30 tuổi, 1947. Bộ kinh Pháp Hoa được khởi dịch đầu tiên tại chùa Kim Huê, thị trấn Sa Đéc, Đồng Tháp, ngay nơi sanh quán của tôi. Sau đó, tôi dịch tiếp các bộ kinh Tam Bảo, Địa Tạng, Phẩm Phổ Hiền, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Đại Bát Nhã, Phạm Võng, Đại Bửu Tích. Tôi cũng có dịch cuốn Ngộ Tánh Luận của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đây là một trong mấy quyển của Ngài được ghi trong tục tạng để cho mọi người biết rằng Tổ cũng để lại kinh sách chứ không phải chỉ có ngồi nhìn vách, cửu niên diện bích. Nên khi dịch quyển này, tôi có cảm nhận như được sự trợ lực của oai thần Tam Bảo và sự hộ niệm của chư vị tổ sư. Nên khi dịch và phân 32 đoạn xong, tôi sửng sốt vì con số 32 đoạn này ngẫu nhiên trùng hợp với con số 32 chương trong quyển kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà Chiêu Minh Thái Tử đời nhà Lương đã phân định từ ngàn xưa. Đối với người thọ trì đọc tụng, nên biết rằng kinh Phật là pháp vương, phải hết sức trân trọng. Ngày xưa, tiền thân Đức Phật muốn tu hành phải xả thân cầu đạo. Ngày nay, mọi việc tu hành được thuận lợi hơn nhiều vì có kinh sách chỉ đường, mà chúng ta thờ ơ ỷ lại là điều đáng trách. Nếu người nào còn thích đọc tụng kinh chữ Hán hoặc chữ Pali thì phải học để thông hiểu được ý nghĩa lời Phật dạy, hầu ứng dụng tu hành. Nếu không học được thì nên đọc tụng bằng những bản kinh đã dịch ra Việt ngữ sẽ có lợi ích hơn. Chúng ta ngày nay không gặp Phật ra đời, nhưng gặp được các vị Bồ Tát cũng quý rồi, cộng thêm có kinh sách chỉ đường dẫn lối. Như vậy, muốn no thì phải ăn, muốn giải nghiệp thì phải thật sự tu hành, đừng chấp lỗi người khác. Phải tự soi xét lại mình, coi căn lành có lớn chưa, nguyện lực có tha thiết chưa, tu hành có được chánh định chưa. Tu hành quan trọng là ở chỗ không dính mắc. Có như vậy mới mong thoát khỏi trần lao nghiệp chướng đã nhiều đời nhiều kiếp.
nhân ngày sinh nhật 2 tháng 9 Mậu Thìn 1988, tôi có cảm tác một bài thơ như sau. Tuổi ngoài 70 gẫm nhân sanh vô nghĩa mãi trôi quanh. Ăn uống uống ăn, lo đại tiểu, việc làm việc, nhọc bại thành. Sống đeo danh lợi phiền đắc thất, chết để thịt xương ngán hôi tanh. Ân cần nhắn gửi chư thân hữu, đạp phá cửa trần gấp chuyển nhanh. 17. Dặn dò đại chúng. Sống trong cuộc đời, muốn được thong thả rảnh rang thì đừng dính đến quyền lợi. Làm việc, hễ thuận duyên thì làm, không thuận thì phải khéo léo nhẫn chịu để vượt qua. Không phải hàng xuất gia không bị dính mắc vào quyền lợi. Huống nữa, chính quyền lợi đó sẽ đem đến những tai họa cho thân mình. Mấy huynh đệ tuổi còn trẻ, đường còn dài, phải lưu ý lắm mới được. Nói đến đây, tôi nhớ lúc còn học tại chùa Báo Quốc ở Huế, nhân đọc Đại Tạng đến quyển Trúc Song Tùy Bút của Đại sư Liên Trì, phần nói về con nhện con tầm. Trong ấy nói hai con vật này đều nhã tơ giăng lưới, nhưng một con phải chết vì sự nhã tơ đó, còn một con thì lợi dụng sự nhã tơ để bắt mồi. Con tầm nhã tơ rồi bị đem đi luộc, còn con nhện cũng nhã tơ nhưng lại tự tại qua lại trên những sợi tơ đó, không bị vướng kẹt. Đại sư Liên Trì đưa ví dụ này nhằm để khuyên nhắc tất cả mọi người. Vì ai nấy đều có sự nghiệp, người đời cũng có sự nghiệp, mà người xuất gia cũng có sự nghiệp, chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi. Tuy vậy, mình nhớ tạo sự nghiệp phải được như con nhện, đừng như con tầm nhã tơ rồi phải chết trong kén. Tôi nhận thấy bài đó hay, lấy làm thích thú, luôn nhớ và đem ứng dụng tu hành. Nghĩ lại, từ năm 1946, tôi lập Liên Hải Phật Học Đường, các Phật học viện, thành lập chùa, ra làm việc cho giáo hội như trưởng ban giáo dục, tổng vụ trưởng tổng vụ tăng sự, rồi viện trưởng Phật học viện Huệ Nghiêm, nhưng làm việc mà không bị ràng buộc. Lúc giữ chức tổng vụ trưởng tổng vụ tăng sự, đã 4 tháng mà tôi vẫn chưa mở văn phòng. Mấy thầy thấy vậy thắc mắc hỏi thăm, riêng tôi lại nghĩ hễ lập thì bị kẹt phải vào ở đó. Về sau, tôi đích thân xuống thỉnh Hòa Thượng Từ Nhơn giữ chức phó tổng vụ tăng sự và đặt sẵn văn phòng tại chùa Ấn Quang. Thế là tôi mở văn phòng từ đó, nhưng chỉ đứng ở ngoài để lo tinh thần mà giảng kinh cho mấy huynh đệ học. Tôi không phải mong cầu những cái lợi như người đời thường nghĩ, chỉ luôn luôn cầu công đức. Cái lợi của người tu chính là thiện căn công đức, đâu phải là tiền bạc vật chất. Mấy huynh đệ phải nhớ, mình ở chỗ nào, nơi nào cũng phải gây tạo thiện căn công đức, đừng chạy theo những vật chất bên ngoài. Lúc giữ chức tổng vụ trưởng tổng vụ tăng sự, tất cả là 10 năm. Trong thời gian đó, hễ thầy nào muốn du học qua Hồng Kông, hễ đến tôi thì tôi ký giấy tờ, mà phải trực tiếp đến mới được. Nếu qua trung gian thì người khác sẽ nghĩ mình làm việc có điều không tốt, chẳng hạn như vì tiền. Tôi chỉ nghĩ phải trợ giúp cho mấy thầy được thuận duyên tu học, làm được việc này cũng chính là dung bồi căn lành công đức cho mình, không bao giờ dính đến tiền bạc. Điều thứ hai, tôi luôn làm theo khẩu hiệu ngầm của riêng mình. Những việc đúng pháp về mặt tinh thần hoặc vật chất thì không cầu cũng không từ. Đây là khẩu hiệu để tôi lập thân, nghĩa là không tìm cầu cũng không từ chối. Chẳng hạn, nếu có duyên cất chùa mà cái duyên đó nó tự đến, nhận thấy đáng thì không từ chối. Cho đến tứ sự cúng dường cũng vậy, những vật gì không dùng nhưng cũng không từ chối. Mình không sử dụng thì chuyển đến người khác cho đại chúng dùng. Lúc trùng tu chùa Giảng Đức cũng vậy, tôi không cho đi quyên góp, ai hay biết thì đến cúng dường,
còn tìm cầu thì nhất định không. Ngoài ra, nếu làm việc gì, dù có cái lợi lớn trước mắt, nhưng khi làm có cái hại xen vô trong hiện tại hoặc tương lai, thì tôi quyết không làm, không tham dự. Ví dụ như danh dị, tiền bạc, lời khen tặng. Nếu được lợi thì phải xem có cái hại hay không. Nếu có, phải tránh xa. Thấy hại mà vẫn chạy vô thì bị nghiệp dẫn. Tôi thấy việc tu hành đã trải qua mấy mươi năm, nhờ ứng dụng hai điều trên nên không bị tổn thất, chịu cái hại lớn, mà lại thấy việc nhẹ nhàng, thảnh thơi. Tuy vẫn có sự lo lắng cực nhọc, nhưng ít thôi, còn kết quả cũng khá nhiều. Ở đây tôi đã nói tận đáy lòng, mấy huynh đệ thấy đúng lý thì nên bắt chước làm theo, để sự tu hành không bị vướng kẹt, thiện căn công đức luôn được tăng trưởng. Đó là điều tôi luôn mong muốn ở nơi tất cả mấy huynh đệ.